Trong Hương Vị Tình Thân có một sự trùng hợp thú vị là cả ba diễn viên vào vai những nhân vật của thế giới ngầm là nghệ sĩ ưu tú Võ Hoài Nam, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong và anh Tuấn đều là những ông bố đông con ở ngoài đời. Nghệ sĩ ưu tú Võ Hoài Nam và anh Tuấn có 4 con, còn nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong có 3 con, tất cả đều đủ cả nếp lẫn tẻ. Diễn viên Võ Hoài Nam. Trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần mới phát sóng, Võ Hoài Nam đã chia sẻ về những người con của mình, về lý do vì sao anh vắng bóng lâu như vậy trên màn ảnh. Ông sinh trên phim mất 20 năm, còn ông Võ Hoài Nam ngoài đời đã bỏ ra 16 năm để dồn tâm sức cho gia đình, ở bên các con từ lúc đỏ hỏn cho đến bây giờ. Mỗi lần nhìn thấy các con đi học về, cất lời chào, đó là niềm tự hào vì mình đã không vì cái tôi, cái đam mê, cái say đắm của mình mà bỏ rơi gia đình. Nếu anh không trọn vẹn với cuộc sống ngoài đời thì anh không thể đưa tâm trạng của mình vào phim để có thể thuyết phục khán giả, anh nói. Cũng trong chương trình, ông sinh của Hương Vị Tình Thân tiết lộ bé nhỏ nhất của anh năm nay mới lên lớp 4. Võ Hoài Nam có một con trai, 3 con gái. Con trai lớn của anh hiện đang theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh. Cô con gái năm nay học lớp 11 và đồng thời học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Hai, diễn viên Anh Tuấn. Diễn viên Anh Tuấn cũng có điểm chung với Võ Hoài Nam là có 4 con, gồm 3 gái 1 trai. Sau 25 năm bên nhau, anh và vợ là diễn viên Nguyệt Hằng đón con gái thứ 4 chào đời tháng 10 năm 2018. Diễn viên Nguyệt Hằng từng chia sẻ rằng việc có em bé thứ 4 không có trong kế hoạch, nhưng chị nghĩ con cái là trời cho nên giữ dù chăm con ở tuổi U50 không dễ. Chị cũng chia sẻ anh Tuấn rất chiều con nên Nguyệt Hằng buộc phải nghiêm. Ba, diễn viên Hồ Phong. Nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong hiện cũng chăm con nhỏ không kém diễn viên Anh Tuấn. Hai con gái đầu của anh lần lượt sinh năm 2000 và 2005. Năm 2017, nam diễn viên đón thêm cậu con trai thứ ba mà như anh nói là trời cho. Ở tuổi cận kề 50, Hồ Phong hài lòng với cuộc sống gia đình hạnh phúc bên vợ kém 7 tuổi cùng đàn con đủ cả nếp cả tẻ. Nam diễn viên nhận mình là người đàn ông của gia đình. Hết việc là tôi đi về nhà chơi với con, rất ngại ra ngoài nhậu nhẹt đàn đúng trừ những cái gì không từ chối được do mối quan hệ. Tôi thích về nhà hơn. Thông tin về gia đình đông con hạnh phúc ngoài đời của ba nam diễn viên Gạo Cội xin được khép lại tại đây. Chúc gia đình các anh chị sức khỏe và mãi hạnh phúc, đem lại thật nhiều món quà tinh thần cho khán giả. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.